Hello, xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay em về được một vài cây micro xua dây nha các bác. Thì các bác ở đây có thể nhìn thấy là em có 4 cây Beta 87A ha, một cây 58A, 3 cây SM, 3 cây SM 58, thì hai cây không có công tắc và một cây là có công tắc nha. Ha, switch công tắc. Hàng thì thời gian gần đây là hàng nó hiếm lại các bác, nên là giá nó có nhỉnh lên chút đỉnh nha các bác. Nó có nhiều yếu tố, nhưng mà yếu tố nhiều nhất đó là bên Mỹ nó hàng nó khan hiếm lại các bác ha. Ngoài ra thì tình trạng hàng nhái hàng giả rất là nhiều, nên mà khi mà mua nhập hàng thì mình cũng không có mua chặn lan được nha các bác. Chung là cần phải check chỗ nào mình đã mua rồi, uy tín rồi thì mình mới mua. Chứ còn mua chặn lan như ngày xưa thì không dám nữa, vì hàng giả hàng nhái nhiều quá. Rồi, tình trạng ha các bác ha. Thì 4 cây Beta 58, BK87 này, thì bốn cây này khá đẹp nha. Nó không có xuất sắc nhưng mà nó chung chung là nó cũng tương đối thôi các bác ha. Đây, cửa số 1 ha. Cửa số 2. Các bác, nói chung là đẹp tương đối, không có xấu ha. 58A. Cái này thì đẹp ha. Rồi. Hai cái SM. Đẹp nha các bác. Nó có chạy ở phía dưới thôi. Còn trên thì rất là đẹp này. Nó mới đẹp ha. Cái này thì đẹp xuất sắc luôn. Cây SM có công tắc cũng đẹp nha các bác. Đây ha. Đảm bảo cho các bác là tất cả các hàng ở đây đều là hàng zin xịn hết cho các bác ha. Giá thì Beta 87A thì nó bây giờ nó khan hiếm trở lại, nên là giá nó đã cao rồi các bác. Thì bốn cây này là 4,5 triệu nha. Mỗi cây là 4,5 triệu. Cây Beta 58A thì cây này là 2,8 triệu ha. Hai cây SM này thì cây 2 triệu, còn cây này cây 2,2 triệu ha. Rồi Beta 80A thì là 4,5 triệu nha các bác. Cây này 2,8 triệu này, hai cây này là 2 triệu mỗi cây. Cây này 2,2 triệu, cây công tắc ha. Đảm bảo với các bác đây là hàng rin xịn ngay các bác. Rồi cảm ơn các bác đã theo dõi clip này ha. Các bác nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với em ha các bác. Hàng bây giờ là khá là hiếm các bác. Rồi, cảm ơn các bác ha.